vô tình thấy có một chú bọ cạp, cái tôi đi đến tiếp cận liền, nhưng mà thấy con bọ cạp này nó cũng kiểu như nó cũng là đề phòng á, nó cũng là thuộc loại thông minh á, không nó cương lại với tôi đi kìa đó. Nhưng mà cái này là nó kẹp một cái là đau lắm á, nhưng mà tôi đi đang 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 kiểu như đang thăm dò đó, chưa chuyến bắt đầu xa xa chút nè.